Hello, chào anh em nha. Nãy mình quay dạy con anh M65 giờ cho anh em dưới mấy cái nón M65 luôn nha. Nón bút liên luôn nha. Giải của M65 của Việt Nam Cộng Hòa dưới mấy con giày boss nha. Hồng Đồng Bỉ, chào anh em ha. Đây, mình trước tiên mình quay dạy mình quay áo M65 trước nha. Đây, con này là con đời 67 nha anh em. Nó phá viết đồ là đó, dây kéo đồ hãng Cofeel hết nha. Con này là size Simon. Simon là con này khoảng anh em mà cỡ 70 75 mặc cũng được nha, 75 mà mặc vừa y nha, còn nếu mà anh em 70 là ok, vừa rộng vừa vừa y anh em luôn. Đó, size Simon de Cula. Tem dưới, tem lơ, tem dưới lớn dưới nha anh em. Đó. Tem lớn dưới này nha. Đó, con này là hãng này chính hãng luôn nha anh em, của Việt Nam Cộng Hòa luôn. Nút phi đầu là ok, con này chuẩn hàng riêng hết luôn nha, riêng 100% luôn. Dưới mình quay thêm con đời 69 cho anh em xem nha. Đây, con này là con đời 69. Đây, con này thì con size medium, đời 69 à. Đây đời 69 là size medium nha anh em. Đó. Phá Cofeel luôn nha. Đời 69 phá Cofeel. Chuẩn riêng 100% hết. Đó. Lót là lót à, đời 69. Lót xanh luôn. Lót túi là lót xanh luôn nha anh em. Con này không lỗi lầm gì nha. Đó. Phi nút đồ còn ra ten luôn nè, đó. Hàng lưu kho nè. Mới tinh. Đó. Đó, mình quay sơ sơ cho anh em, cần chi tiết thì anh em cứ liên hệ nha. Rồi mình quay qua mấy con boss. Đây mình quay mấy anh em xem mấy con boss the show nha. Boss the show của Mỹ. Đó, đẹp ghê. Con này là hàng chưa sử dụng luôn nha anh em. Boss the show này là chưa sử dụng, có chích gót nè. Đới xuông cá. Con này size 42 nha anh em. 42 anh em, 42, 42, 41 anh em mang được nha. Chân anh em dài thon thì anh em mang được nha. Con này chân chân dài thon nha. 42 chuẩn nè. Đó, size 10 đúp nè, hãng CNC nha. Đó, con này là con của Việt Nam Cộng Hòa, hãng CNC. Đó, và đây là con sao mạc. Sao mạc. Đó, tem của nó nè. Đó, đây là con sao mạc nha anh em. Size của nó là 7.2 AR nè anh em. 7.2 AR. Con này sản xuất năm 2015. Đó, sản xuất 2015. Con này là size 39-40 nha. Đây là size 39-40 nha anh em. Hãng Vitram. Đây, con này là hãng Vitram. Mới 100% luôn nha anh em, tem mát đầy đủ nha, hàng chưa sử dụng. Nè. Boss Combat nè. Boss Combat là hàng của sa mạc á, của dành cho Iraq nha. Tem tắp lô đầy đủ. Đó. Con này là số size của nó nè anh em. Đó, 7.5 AR nè. Đó. Con sản xuất 2015. Hàng chưa sử dụng nha. Đó, anh em nào ưng thì liên hệ mình nha. Mình có được hai con sa mạc thôi nha, chứ không không có nhiều. Hàng không có nhiều đâu nha anh em. Anh em mà tranh thủ thì liên hệ mình trực tiếp nha. Rồi, đây là con lót M65 mà con này dạng như là gài nút. Phơm gài nút. Cái phơm của nó là phơm gài nút luôn nha anh em. Đó, anh em mặc vô ngừ là anh em gài nút. Gài nút là anh em phát con M65 vô nha. Chứ nó không có gài nút vô liền vô cho cái con M65 nha. Đó. Nó có bo cổ rồi hết nè, cổ nè, bo, tay cũng có bo luôn nha. Tay mát đồ trong này đủ nha anh em. Đó, ở sau thì nó khắc mấy con hổ à. Đó, nó thiêu hổ sao áo luôn nè. Đó. Đó. Người ta thiêu hổ sao con áo để chữ Việt Nam luôn nha. Năm này năm con hổ là anh em mua con áo này là ok luôn á. Đó. Đây, nó vẫn cũng có hai cái nút này để mình gài vô trong áo M65 nha. Đó. Anh em gài vô áo M65 vẫn gài được nha anh em. Đây. Ở đây thì anh em có cái nút thì nó bị bể nha. Anh em về có nút khác thì anh em thay vô. Mình đem về hàng của nó sao mình đã yêu nguyên vậy nha. Đây, ở đây thì nó vẫn còn có mấy cái lỗ để gài vô áo M65 nha. Anh em nó vừa có vàng nút ở đây, anh em gài vô áo M65 vừa anh em có thể mặc riêng ở ngoài vẫn được nha. Đó. Cái lót này quá ok luôn. Độc nhất như vậy luôn. Đây, mình có hai cái ba lô đựng nước hàng Iraq đời mới nha. Có ba lô đựng nước, con này chưa sử dụng riêng hết 100% nha anh em. Hàng không hàng còn tem mát luôn ha, riêng 100% nha, có dây ống là. Dây ống rồi. Đó, nó bọc rồi, nó bọc lại này chưa mở dây ống ra luôn nè. Còn bọc tem luôn á.
sao anh em thấy không, còn ghim hết 100% nha. Đây nón, đây nón sĩ quan tư lệnh là đầy đủ nha anh em. Mình về được hai con có bông mai luôn, bông mai luôn, bông xoài đó anh em, bông mai là 71/8 ở trong nó là mấy con này. Anh em hay hỏi nha, bây giờ mình về được hai con đó, con này dành cho cấp 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 cao nha anh em. Đây đó, đây dành cho sĩ quan hết nha. Trong này có mát, là mát này nó hơi, nó hơi ấy nha. Đây mấy con này dành cho M65 rồi nè, nón M65, nón Butlin, dạy Butlin M65 nó để cấp cấp phiêu này ha, cấp phiêu hô đó, cấp phiêu hô của Mỹ nha anh em. Rồi ok, anh em thích cái nào thì cứ báo mình ha. Số điện thoại của mình là, và các bạn Zalo thì xem trực tiếp ha. Số điện thoại mình 0933235211 ha, Hùng Đồ Mỹ ha anh em.